Chào các bạn, trong bài thần hôm nay chúng ta sẽ tạo định dạng cho thanh cuộn trong trình duyệt trang web của chúng ta để cho giao diện website của chúng ta nhìn thân thiện hơn và đẹp hơn. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website hocwebgiarẻ.com. Sau đó các bạn truy cập vào thư mục tắt và các bạn truy cập vào tập tin snidestrong.tt. Thì đây là một cái đoạn rip jQuery dùng để cải tiến giao diện cho thanh Strong 3 của trình duyệt. Thì để chạy được đoạn script này thì chúng ta cần phải chèn vào trang web một cái đoạn là script. Và ở đây chúng ta cần có một cái file là jQuery.nyron.js nằm trong thư mục JS. Thì để có được tập tin jQuery.nyron.js này thì các bạn hãy truy cập vào website hocwebgiarẻ.com. Sau đó các bạn truy cập vào thư mục tắt. Chỗ này các bạn hãy truy cập vào tập tin nyron.ra để các bạn tải tập tin này về. Thì sau khi các bạn tải được tập tin nyron.ra này về rồi thì các bạn hãy giải nén tập tin này ra. Thì trong cái thư mục nyron này bạn thấy là chúng ta có hai tập tin quan trọng, đó là jQuery.nyron và jQuery.min. Thì đây là một cái thư viện jQuery, do đó là chúng ta cần chép hai cái tập tin này. Các bạn chép cái file jQuery.min và jQuery.nyron, các bạn bỏ vào website của các bạn. Chỗ này chúng ta sẽ bỏ vào warm và chúng ta sẽ bỏ vào training và chúng ta bỏ vào JS. Các bạn paste vào đây. Sau đó các bạn hãy chép cái đoạn script này. Các bạn bỏ vào trang chủ của chúng ta và các bạn bỏ trước thẻ suyệt body. Các bạn dán vào đây. Thì để chạy được cái Nyron này thì chúng ta cần phải gọi thư viện jQuery.min. Hồi nãy chúng ta có chép vào bên trong thùng JS một cái file là jQuery.min. Thì hiện tại trong trang chủ của chúng ta là trong trang banner. Các bạn mở lại trang banner của chúng ta xem. Là trong trang banner của chúng ta đã chèn cái banner vào rồi. Và ở đây chúng ta có một cái trang inline show. Các bạn mở trang inline show lên. Trong trang inline show này là chúng ta có chèn vào một cái file là jQuery rồi. Thì cái file jQuery.js này chính là cái thư viện jQuery dùng chung cho tất cả những cái script nào mà xài jQuery. Do đó khi chúng ta include cái trang inline show này vào trong trang chủ thì kể như là trong trang chủ của chúng ta khi nó mới vừa chạy lên là nó đã load được cái thư viện jQuery.min vào rồi. Còn nếu mà trong trang chủ của chúng ta chưa load thư viện jQuery.min thì các bạn hãy sử dụng một cái lệnh script chỗ này và các bạn hãy chỉ đường dẫn tới cái file là jQuery.min này. Về cú pháp thì giống như vậy, nhưng mà trong trang chủ chúng ta đã load rồi, do đó chúng ta không cần load lại cái file này vì chỗ này là chúng ta đã có cái jQuery chấm z chỗ này rồi. Bây giờ các bạn lưu trang chủ của chúng ta lại, các bạn review lại trang chủ của chúng ta thử. Thì bạn thấy sau khi chúng ta đưa vào thì thanh cuộn bên phải trong trình duyệt của chúng ta là nó đã đổi được giao diện. Thì giao diện của cái thanh trường của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn. Khi chúng ta xem trang web của chúng ta trên di động thì nó cũng đẹp hơn. Bây giờ trong các trang khác thì các bạn cũng làm tương tự. Ví dụ như là khi chúng ta vào trang layout sản phẩm thì trong trang layout sản phẩm các bạn cũng hãy đưa cái đoạn script này vào. Các bạn copy cái đoạn script này, các bạn bỏ vào bên trong trang layout sản phẩm. Tất cả các trang nào mà có cái cấu trúc cơ bản của trang web có phần giao diện, các bạn hãy dán cái đoạn script này vào trước thẻ suyệt body. Các bạn chạy lại thì bạn thấy là cái trang layout sản phẩm của chúng ta là nó cũng đã có được cái thanh trượt. Ví dụ trong trang liên hệ thì chúng ta cũng làm tương tự. Ở đây các bạn mở trang liên hệ lên, các bạn cũng dán cái đoạn script này vào. Các bạn chạy thử, vậy là trang liên hệ của chúng ta cũng đã có được rồi.
trang sệt. Các bạn mở trang sệt lên. Trong trang sệt các bạn cũng hãy dán trước thẻ Sweet Body, các bạn dán vào đây, các bạn review lại. Vậy là trang sệt của chúng ta cũng có được thanh trượt. Trong trang login chúng ta làm tương tự. Trước Sweet Body các bạn dán cái đoạn clip này vào. Đây là đoạn clip dùng để tạo lại cái giao diện của cái thanh trượt của Trình Việt thôi. Trong trang register này các bạn cũng làm tương tự. Các bạn dán trước Sweet Body, các bạn dán vào đây. Chúng ta lưu lại. Bây giờ trong cái trang chi tiết, ví dụ khi chúng ta bấm vào xem chi tiết thì trong trang layout chi tiết sản phẩm thì chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn mở trang layout chi tiết sản phẩm lên. Các bạn dán đoạn này vào. Sau đó chúng ta lưu lại. Các bạn review lại. Vậy là chúng ta cũng đã có được cái thanh trượt. Vậy là trong tất cả các trang của chúng ta, sau này cái trang nào mà có cái phần giao diện thì các bạn hãy dán cái đoạn clip này vào để chúng ta cải tiến cái giao diện của cái thanh trượt của Trình Việt thì trang của chúng ta nhìn sẽ đẹp hơn. Sau này khi chúng ta xem trang web trên di động thì giao diện của chúng ta, bạn thấy là cái thanh trượt của chúng ta là nó rất là mịn, nhìn thì nó sẽ đẹp hơn, thay vì cái thanh trượt rất là to thì nhìn nó sẽ xấu. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn. Các bạn hãy làm sao các bạn đưa được cái thư viện jQuery Neuron này vào để cải tiến giao diện của cửa sổ Trình Việt của chúng ta để cho nó đẹp hơn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.